Nếu sống quá mệt mỏi, nghe ngay 15 câu chuyện thâm thúy này để cởi bỏ mọi muộn phiền. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, cuộc sống như một trường tôi luyện là một chặng đường dài với nhiều trông gai. Trên con đường đó sẽ có ánh nắng ấm áp và cũng có xương băng giá lạnh. Tâm trạng của chúng ta giống như một chiếc đồng hồ cắt để ngược, tức giận và hạnh phúc luôn song hành. Tức giận nhiều thì hạnh phúc, niềm vui sẽ ít đi. Cuộc đời mỗi người cũng chỉ vòn vẹn vài chục năm ngắn ngủi, gặp chuyện gì cũng tính tính toán toán. Điều đó chẳng khác gì lãng phí những thời khắc tươi đẹp của cuộc sống. Bởi vậy, thay vì tức giận về những điều bạn không vừa ý, tốt hơn hết là bạn nên tu cái tâm của bản thân mình lại. Khi tâm bạn thay đổi, bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống của bạn cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hãy cùng ngâm đời nghe ngay những câu chuyện thâm thúy dưới đây để có thể cởi bỏ muộn phiền, sống vui vui vẻ vẻ ở đời. Quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, đừng để cuộc sống của bạn trôi qua vô nghĩa vì những điều không đáng. Chúng ta liệu có đang sống mệt mỏi, khổ đau chỉ vì những điều này? Điều đó không đáng lưu tâm. Nhà văn Hy Lạp A-Sop từng nói, con người cần phải hòa nhã, không nên nóng giận thái quá, vì tức giận thường sinh ra tai họa lớn. Vào thế kỷ trước, có một cuộc thi pizza nổi tiếng ở New York, Mỹ. Tay cơ hạt giống Louis Fox đang ở cơ trên đối thủ chỉ cần duy trì tinh thần thi đấu ổn định là có thể giành chức vô địch. Tuy nhiên một sự cố nhỏ đã khiến cục diện thay đổi. Một con ruồi vô tình đậu vào quả bóng bi ra. Lúc đầu Louis Fox không quan tâm, anh lấy tay xua con ruồi rồi cúi xuống sẵn sàng đánh bóng. Nhưng con ruồi lại đậu sang bị cái rồi lượn lờ xung quanh mặt Louis như chiều người. Khán giả nhìn thấy ai cũng bật cười. Tay cơ đỏ mặt xấu hổ, giận dữ vung gậy về phía con ruồi. Kết quả là cú đánh này đã vô tình trúng bi cái. Theo luật chơi, Louis đã đánh bóng và cú đánh không được như mong đợi. Chớp lấy thời cơ, đối thủ đã giành được kết quả tốt hơn và cuối cùng Louis Fox là người thua cuộc. Anh ta chửi bới, đập nát gậy đánh và giận dữ bước ra khỏi sàn thi đấu. Mọi người chứng kiến đều thở dài, Louis Fox thua chỉ vì một con ruồi. Nhưng rốt cuộc, một con ruồi hay cuộc thi, cái nào quan trọng hơn? Dù con ruồi đến gây rối nhưng tay cơ này đã không kiểm soát được cảm xúc của mình giận dữ khiến anh mất đi sự bình yên, vui vẻ và trạng thái tích cực ban đầu. Cuối cùng, một cơ hội quý giá đã bị phá hủy bởi một cơn tức giận. Đó là một vấn đề tầm thường, tại sao phải nổi giận? Quả thật nó không đáng. Đừng quá xét nét, suy tính quá mức. Khi tức giận, chúng ta không chỉ thua một trò chơi mà còn mất đi nhiều cơ hội và những hạnh phúc khác. Cô bạn xa già của tôi ly hôn chỉ sau 6 tháng chung sống. Mấu chốt của vụ ly hôn bắt nguồn từ sự cố giặt là cô ấy sử dụng một tấm bìa trang trí để che máy giặt, nhưng người chồng phản đối với lý do bất tiện và tháo ra ngay lập tức. Xa xa tức giận lại dùng bìa che lại máy giặt, rồi họ phát sinh cãi vã. Lần khác cô thu gom quần áo ngoài ban công và để mắc áo trên thanh phơi nhưng chồng lại cất đi vì trông không gọn gàng. Xa xa hét lên cất đi rất bất tiện. Không ai nhường ai và họ liên tục tranh cãi. Cứ như vậy chỉ 6 tháng sau ngày cưới, họ chia tay với lý do không hợp nhau. Khi khác biệt về quan điểm, một bên không chấp nhận sự mềm mỏng, bên kia lại không nhượng bộ mà cạnh tranh lẫn nhau, tất yếu là từ xích mích nhỏ có thể tạo ra mâu thuẫn lớn. Thực tế, trong bất cứ mối quan hệ tốt đẹp nào cũng cần phải có một người biết nhượng bộ. Mâu thuẫn với người nhà, mình thắng, tình thân chẳng còn sâu đậm. Cái lộn với người yêu, mình thắng, tình cảm phai nhạt. Tranh giành với bè bạn, mình thắng, nhưng tình bạn không còn. Cổ nhân có câu, khi mâu thuẫn đến lùi một bước biển rộng trời cao đứng trước mâu thuẫn nếu có thể nhẫn nhịn để lùi một bước chúng ta sẽ phát hiện bản thân sau đó có thể tiến lên hai bước mọi chuyện sẽ không sao đâu nhà văn nổi tiếng trung quốc lương thực thu từng nói khi tức giận lý trí không tỉnh táo lời nói và việc làm dễ dàng vượt quá dễ làm tổn thương người khác chúng ta có thể gặp những người như vậy trong cuộc sống hàng ngày họ có thể khó chịu và tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt thậm chí chỉ khi họ nhìn thấy sự tham hại của đối phương mới chịu bỏ qua trong công ty nọ ông chủ nổi tiếng là nghiêm khắc có một trợ lý mới đến trong công ty thường vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị ông chủ chỉ trích không thương tiếc để không chọc giận ông chủ người trợ lý mới này làm việc gì cũng rất thận trọng nhưng có một lần anh vô tình mắc phải một sơ suất lớn khiến cho công ty bị thiệt hại nghiêm trọng anh ta biết rõ lần này mình sẽ bị đuổi việc nên chủ động từ chức nhưng lần này ông chủ bình thản nghe anh ta nói rồi đưa đơn từ chức trả lại chẳng trách một câu mà chỉ dặn dò không sao đâu cần cố gắng thậm chí còn giao tiếp một dự án lớn nhiều năm sau người trợ lý trở thành cánh tay đắc lực cho công ty hai người họ bàn lại chuyện xưa ông chủ mới giải thích sở dĩ tôi nghiêm ngặt những chuyện nhỏ là bởi vì cậu sẽ thường bỏ qua nó lỡ như nó trở thành một thói quen không cẩn thận thì việc nhỏ sẽ gây tổn thất lớn nhưng trong việc lớn mọi người đều biết bản thân mình làm sai nhất định sẽ ghi nhớ bài học tức giận là bản năng nhưng biết kiềm chế lại là bản lĩnh có một câu nói nhịn được cơn tức một lúc tránh được mối lo trăm ngày hãy nhớ nếu bạn đúng bạn không cần phải nổi nóng còn nếu bạn sai bạn không có quyền nổi nóng đường rộng không bằng tâm rộng mệnh tốt không bằng tâm tốt tâm con người giống như một con đường càng tính toán thì đường càng cụt chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi một nhà tâm lý học đã là một thí nghiệm ông yêu cầu người làm thí nghiệm viết ra những điều khiến họ tức giận vào tuần đầu tiên, sau đó bỏ chúng vào một hộp cartoon. Tuần thứ hai, ông kiểm tra lần lượt với các thành viên thí nghiệm và nhận thấy rằng 90% sự việc đã không khiến họ tức giận nữa. Ông lại yêu cầu mọi người viết 10% sự việc khiến họ tức giận còn lại rồi tiếp tục bỏ vào hộp cartoon. Hai tuần sau, mọi người đều nói rằng 10% những điều từng khiến họ tức giận không còn gây rắc rối và có khả năng giải quyết chúng nhà triết học la mã cổ đại seneca từng nói cách chữa trị tốt nhất cho cơn giận là sự trì hoãn ông cũng nói rằng cho dù đêm dài bao nhiêu cuối cùng sẽ có ánh sáng của bình minh dù mùa đông lạnh giá bao lâu mùa xuân rồi sẽ trở lại có bao nhiêu rắc rối thì cuối cùng cũng sẽ qua nếu có điều gì đó thực sự khiến bạn cảm thấy không thoải mái hãy để thời gian chữa lành thật không đáng khi phải sống cả đời trong tức giận để rồi chuốc lấy rắc rối cho bản thân từ đó lãng phí cả một cuộc đời tươi đẹp Câu chuyện thứ hai, về giả bạn sẽ chiêm nghiệm được điều này. Sau tuổi trung niên, tôi đã nhìn thấy được nhiều mặt tốt và cả mặt xấu của con người, trải qua những thăng trầm của cuộc đời và cuối cùng đã hiểu ra ba chân lý cuộc sống này. Tôi đã từng nghe một câu nói, một người chỉ có thể nhận ra bản chất của cuộc sống khi anh ta đã trải qua một số tổn thương và chịu đựng một số gian khổ. Khi một người qua tuổi trung niên, Mỗi bước đi sai lầm đều là một tai họa ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời và khó có thể thay đổi được nữa. Chính vì vậy có lẽ những bài học này rất cần thiết với chúng ta. Khi ốm đau mới biết sức khỏe là quý giá nhất. Ở đời, khi còn sống ta không hiểu được nỗi tuyệt vọng của cái chết, khi còn khỏe ta thường không biết nỗi khổ của bị bệnh tật. Nhiều khi bạn khó nhận ra cơ thể mình mỏng manh như thế nào nếu không bị ốm. Nhà văn Giang Yu từng kể một câu chuyện trong Only Doctor Snow và nhân vật chính là bác sĩ Kuang Ion, người thầy của anh trong thời gian thực tập. Sau khi tốt nghiệp, Kuang Ion được bổ nhiệm vào khoa phẫu thuật, anh ấy dành phần lớn thời gian của mình ở tuyến đầu và không bao giờ nghỉ phép. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho đến năm 40 tuổi và tôi đã có thể thực hiện một ca phẫu thuật một cách độc lập. Khi tôi 45 tuổi, tôi có năm giường bệnh và một bản mổ. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể thể hiện các kỹ năng của mình nhưng rồi tôi bị chẩn đoán mắc chứng giãn tính mạch thường tinh hai bên nghiêm trọng vì đứng trong một thời gian dài một số ca phẫu thuật đã được thực hiện nhưng kết quả không được tốt lắm và da ở chân bắt đầu bị teo nghiêm trọng và bắt đầu mưng mủ lúc này cơ thể đã phát ra cảnh báo nghiêm túc với anh nói với anh rằng anh nên nghỉ ngơi không thể tạo áp lực lên huyết mạch vốn đã mỏng manh nhưng khi nghĩ đến những năm tháng vất vả khó khăn lắm anh mới từ bỏ được cuối cùng trên bàn mổ tĩnh mạch thường tinh của Cu An Yong bị vỡ và anh buộc phải từ chức. Kể từ đó, anh chỉ thỉnh thoảng đến khám bệnh ngoại trú, giường bệnh và bàn mổ mà anh vất vả lắm mới có được cũng được giao cho các bác sĩ khác. Anh ta khuyên Giang Yu không nên tự diễu cợt thân xác của mình. Nếu không có sức khỏe thì dù thành tựu to lớn đến đâu cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Khi một người đến tuổi trung niên, việc tiêu hao sức khỏe quá mức cuối cùng sẽ là một thảm họa. Chỉ cần thiếu tiền một lần, bạn sẽ hiểu rằng gia đình mình là nơi êm ấm nhất khi đến tuổi trung niên điều họ sợ nhất không phải là thiếu tình yêu cũng không phải thiếu bạn bè mà là thiếu tiền có độc giả chia sẻ cách đây vài năm tôi bắt đầu làm thương mại điện tử nhưng vì không hiểu quy tắc vận hành của ngành nên đã mất hàng chục nghìn đô la tôi đã sử dụng thẻ tín dụng để bù lại số tiền đã mất nhưng sự việc không được giải quyết và số tiền nợ ngày càng nhiều lúc đó thấy thời hạn đã đến gần mà tiền trong tay không còn là bao ý nghĩ gia đình gặp rủi ro vì không trả được tiền khiến tôi u ám tôi không còn cách nào khác đành phải thú nhận với gia đình tôi nghĩ rằng vợ sẽ mắng tôi thậm chí ly hôn và bố mẹ tôi sẽ phàn nàn về tôi nói rằng tôi không đạt tiêu chuẩn của họ không ngờ sau khi biết chuyện vợ anh không cãi nhau với anh mà giúp anh tìm cách giải quyết bố mẹ anh cũng không phàn nàn gì mà để anh nghỉ ngơi họ bảo anh đừng lo lắng quá sau đó bố mẹ đã đến họ hàng vay tiền để giúp anh lấp lỗ còn vợ anh đã thương lượng với anh và bán một căn hộ sau đó mới trả hết nợ khi bước vào tuổi trung niên chúng ta đã học cách tự mình chịu đựng áp lực và khó khăn trừ khi đó là biện pháp cuối cùng ta sẽ không tâm sự nỗi đau của mình với gia đình nhưng chỉ cần chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng tổ ấm luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của chúng ta có người từng nói khi cả thế giới đang cười nhạo bạn thì gia đình vẫn bao dung bạn khi cả thế giới coi thường bạn thì gia đình vẫn che chở cho bạn đây là bản năng của nó bản năng của gia đình sau tuổi trung niên với những người bạn không chân thành không cần để ý có ai đó nói rằng thời gian giống như một cơn gió cuốn đi những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ để lại những người bạn chân chính khó khăn giống như một thỏi nam châm lọc ra những điều giả dối và thu hút những người bạn trong nghịch cảnh trong một chương trình ông ni u An đã chia sẻ một câu chuyện của chính mình anh ta có một người bạn hói đầu lớn lên cùng nhau nhưng sau khi tốt nghiệp đại học họ chia tay nhau người bạn trở thành bác sĩ ở quê nhà anh ta tự mình đến thượng hải làm việc chăm chỉ hai người đã không liên lạc trong nhiều năm một lần ni uyang có một buổi biểu diễn của riêng mình ở thượng hải trước khi lên sân khấu anh nhận được điện thoại báo rằng mẹ anh bị ốm và ngất xỉu ở nhà hiện đã được đưa vào bệnh viện anh ấy rất bối rối và không biết phải làm gì đột nhiên anh nghĩ đến người bạn tốt hói đầu của mình nhưng nghĩ đến đã nhiều năm không liên lạc, không biết làm sao nói cho anh ta biết, cũng không dám để cho một người xa lạ chịu trách nhiệm của mình. Nhưng thấy đã đến giờ diễn, anh vẫn lấy hết can đảm gọi cho người bạn đó. Không ngờ vừa dứt lời đã bị anh ấy cắt ngang. Đừng sợ, anh sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó, sư phụ Ni Uy An nói: bạn tốt, anh ấy giống như một ngọn hải đăng. Dù anh ấy không ở trước mặt bạn, nhưng anh ấy sẽ luôn soi sáng con đường của bạn, giúp đỡ khi bạn bị vấp ngã phần lớn những người ta gặp ta không thể biết được suy nghĩ thật của họ chỉ số ít họ là những người chân thành chỉ khi gặp khó khăn mới nhìn thấy trái tim của một người là con người không phải ai cũng xứng đáng được mời vào cuộc sống của chúng ta cũng không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của chúng ta ở tuổi trung niên sau nửa đời người hào nhoáng chúng ta dần hiểu trên đời này thứ quý giá nhất chính là sức khỏe ấm áp nhất không gì khác ngoài gia đình và thứ quý hiếm nhất chính là sự chân thành cho đến hết cuộc đời này mong bạn và tôi đều trân trọng cơ thể mình trân trọng hiện tại và trân trọng những người xung quanh câu chuyện thứ ba đời người hữu hạn vụt thoáng trăm năm cớ sao lại không vui vẻ mỗi ngày con người sống giữa trời đất thời gian vô cùng ngắn ngủi tựa như bóng câu qua cửa sổ chỉ trong chớp mắt đã biến mất vẫn biết trăm năm là hữu hạn nhưng lại không nén nổi bi ai đời người hữu hạn là thế vậy biết làm sao để mỗi ngày đều sống vui vẻ tâm không muộn phiền hai câu chuyện dưới đây có nhiều điều khiến ta phải suy ngẫm vận mệnh của mỗi người đều do ông trời sắp đặt tương truyền ở sơn đông có một người tên là trương thuận trong lúc chạy trốn bọn cướp đá nấp vào một đống thây người chết ở bên đường và chứng kiến cảnh diêm vương gọi hồn người đã khuất diêm vương gọi hết danh sách nhưng vẫn thấy trương thuận nằm im bất động thì chỉ tay hỏi tại sao anh lại nằm bất động ở đây trong khi trương thuận sợ hãi không nói nên lời thì người bên cạnh đáp anh ta phải chết trong ngục ở kinh thành không liên quan đến chúng tôi sau đó một cơn gió lạ đột nhiên thổi qua những người đó hoàn toàn biến mất từ đó trương thuận thường tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được đến kinh thành năm đó xảy ra nạn đói lớn trương thuận không có đồ ăn thức uống nên đi xin ăn di chuyển dần tới kinh thành một lần đi qua cửa một ngôi nhà lớn trương thuận thấy một người hầu bế một đứa bé khóc ngặt nghẽo dỗ thế nào cũng không được nhưng khi nhìn thấy anh thì lập tức nín khóc chìa tay đòi anh bế khi được bế đứa trẻ không những nín khóc mà còn mỉm cười rất tươi. Khi Trương Thuận cáo tử, đứa trẻ lại bắt đầu khóc lớn. Người hầu báo việc này với chủ nhà. Trương Thuận liền được giữ lại để hầu hạ công tử, chính là đứa bé kia. Trương Thuận vui mừng khôn xiết, tránh được đói rét, cơm no áo ấm không phải nghĩ gì. Khi nghe người hầu khác kể rằng, chủ nhân chỉ có đứa bé là công tử duy nhất, sau khi sinh ra thường xuyên khóc, mỗi lần như vậy thường khóc cả ngày lẫn đêm, tất cả người hầu và nhũ mẫu không ai dỗ được. Việc này diễn ra đến nay đã 5 năm, Trương Thuận lại càng tận tâm phục vụ công tử. Cứ như vậy vài năm sau, đột nhiên chủ nhà được điều động đến Kinh Thành làm quan. Trương Thuận nghe tin nhớ đến điểm báo xưa liền kiên quyết xin nghỉ nhưng chủ nhà không đồng ý. Anh liền kể hết sự tình đã gặp năm xưa thì chủ nhân mỉm cười mà nói, cậu lại xem giấc mơ là hiện thực ư, sao mà ngu ngốc thế? Nếu tuân thủ luật pháp, sao có thể bị bỏ tù? Mà cho dù sự việc có xảy ra như vậy, Năng lực của ta cũng không khó để đưa cậu ra khỏi ngục cậu còn lo lắng gì chứ trương thuận không từ chối được đành phụng mệnh đi cùng gia đình chủ nhân đến kinh thành ngày thứ ba tới kinh thành công tử đòi dẫn đi chơi khi chơi ở khu vực sông không may rơi xuống nước và chết đuối trương thuận bất lực không cứu được công tử khóc lóc chạy về báo chủ nhân quỳ xuống xin tạ lỗi chủ nhân chỉ có một cậu con trai này yêu quý như châu ngọc đột nhiên nghe tin xấu liền đập bản giận dữ đánh trương thuận một trận rồi tống vào ngục cai ngục thấy trương thuận không có quan hệ với ai lại không tiền bạc đút lót nên đánh đập rất tàn khốc không chịu được ngược đãi đánh đập tàn khốc Trương thuận căm phẫn rồi chết anh cũng hiểu sinh tử có số không thể thoát khỏi mệnh trời con người bị quan niệm về sinh tử trói buộc trong thiên tự văn có kể lại chuyện về lão tử và khổng tử vô cùng ý nghĩa tương truyền rằng khổng tử vô cùng kính trọng lão tử có một lần ông đặc biệt tới thỉnh giáo lão tử. Ông rất cung kính nói với lão tử rằng, tiên sinh học vấn cao thâm, ngay nhân lúc tiên sinh thư nhàn, xin giảng cho nghe về đạo. Lão tử nói, người muốn hỏi về đạo ư, tất chức bỏ đi mọi tạp niệm, thanh tĩnh tinh thần, lòng thành nhất nhất, gột rửa thân tâm, sau đó mới có thể nghe giảng huyền đạo. Có điều hôm nay ta có thể nói sơ lược cho người nghe. Trước nói về con người, con người sống giữa trời đất, thời gian vô cùng ngắn ngủi, tựa như tuấn mã vọt qua khe hở nhỏ hẹp, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Mọi việc trên thế gian luôn không ngừng biến hóa, sinh sinh tử tử, sinh tử, tử sinh. Quan hệ sinh tử vốn có biến hóa, vốn chẳng đủ để coi là lạ, nhưng đối với tử, con người đều cảm thấy bi thương. Đó là vì con người bị quan niệm sinh tử trói buộc. Nếu coi cái chết chỉ là chôn vùi xương cốt xuống đất, tinh thần rời đi bay vào thiên đường, trở thành vật vô hình, đó chính là từ hữu hình mà trở về vô hình, thì cũng chẳng có gì để mà bi ai nữa rồi. Đạo ấy mà, không thể hỏi nhiều, then chốt vẫn là lĩnh ngộ được chỗ ảo diệu của đạo, thực sự thông hiểu, thì sẽ cảm nhận được sâu sắc sự vi diệu uyên thâm trong đó. Cổ nhân thường dạy sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt, có được điều gì chính là vì đường đời của ta có, không được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi. Con người sống giữa trời đất, chỉ chớp mắt đã lìa đời không nên muộn phiền vì những điều không đáng cứ vui vẻ thiện lương sống thuận theo tự nhiên vì tất cả đều đã có an bài câu chuyện thứ tư bạn có phải là người có phúc khí ai đó từng nói giữ thức ăn cho chuột không thắp đèn cho sâu bọ không để chuột chết đói bằng thức ăn thừa không để sâu bọ bay vào đốt lửa ban đêm không thắp đèn những tấm lòng nhân ái của người xưa là nền tảng để chúng ta tu thân dưỡng tính nếu thiếu thiện tâm thì một người không khác gì như gỗ đá cỏ cây cứ thử tưởng tượng nếu ai cũng đánh mất lòng nhân ái trong cuộc sống thì trên đời này sẽ không còn sự cảm thông và giúp đỡ sống trong một thế giới vô tâm và vô vị như vậy thì làm sao có phúc thật đáng tiếc khi nhiều người trong cuộc sống không hiểu được chân lý này vì ham muốn vật chất mà đánh mất lương tâm tưởng rằng mình được lợi thì sẽ có phúc trong cuộc sống nhưng thực tế thì hành vi này chẳng khác nào đùa với lửa và tự thiêu có lần tôi thấy một sinh viên đại học quay video ngược đãi mèo và giao bán thông tin trên internet bị đuổi học tin tức đã gây ra rất nhiều thảo luận trên internet và thái độ của mọi người đối với loại người này là hoàn toàn không thể dung thứ cuối cùng chàng sinh viên đã tự chuốc lấy thất bại thay vì kiếm được tiền lại tự hủy hoại tương lai của mình ngược lại vào ngày quốc tế bảo vệ động vật quý hiếm một tình nguyện viên đã thực hiện một hoạt động phúc lợi công cộng với chủ đề chăm sóc động vật bắt đầu từ bạn và tôi tại phòng chờ sân ga và toa tàu của ga tàu bắc trùng khánh nơi đã làm dậy sóng cư dân mạng đồng thanh khen ngợi và ngưỡng mộ có thể thấy lòng nhân ái là bản chất của con người và là đức tính tốt đẹp mà ai cũng yêu quý như lời bài hát cống hiến tình yêu đã hát chỉ cần mỗi người cho một chút yêu thương thế giới sẽ trở thành một thế giới tốt đẹp hơn chỉ khi một người biết cảm thông và quan tâm đến nỗi đau, bất hạnh của người khác thì người đó mới có thể nhận được sự cảm thông, quan tâm của người khác và làm cho cuộc sống của mình trở nên nhân hậu và tươi đẹp. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn có thể mở rộng trái tim và phát triển lòng từ bi với bản thân. Nghiên cứu chỉ ra rằng một người tử tế và từ bi với bản thân có xu hướng trải qua trạng thái tinh thần lành mạnh hơn và giảm bớt lo lắng và sợ hãi thất bại. Vì vậy, chúng ta phải đặt lương tâm của mình lên hàng đầu coi đây là điểm mấu chốt và nguyên tắc của chúng ta không thể nào vượt qua được đồng thời trong cuộc sống chúng ta cũng phải học cách đối xử tốt với người khác và nhân ái bác ái ngay cả khi bạn không có khả năng giúp đỡ người khác một nụ cười và một lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp mở rộng trái tim và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn trong cuộc sống chúng ta luôn mong muốn càng sở hữu được nhiều thứ cho mình nên càng cố gắng hết sức theo đuổi của cải danh vọng tôi đã nghĩ rằng đó là đang theo đuổi hạnh phúc để kiếm tiền anh ta làm thêm giờ mỗi ngày để được thăng chức anh ta vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng lãnh đạo như mọi người đều biết cái gì bạn sở hữu thì nó cũng sở hữu bạn và bạn càng có nhiều thì bạn càng mất đi tôi được thăng chức và tăng lương nhưng tôi cũng bận rộn với thời gian nhàn rỗi và phẩm giáo của mình có một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đi làm thêm kiếm tiền ngày nào cũng kiệt sức tươi cười nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho cuối cùng anh ấy ngất xỉu trên đường đi làm thêm vào lúc nửa đêm và suýt chết trong thời gian nằm viện nghĩ rằng anh chưa nhìn thấy nhiều cảnh vật trên thế giới này sau một thời gian dài nhìn thấy nó anh đã tìm mọi cách để chăm sóc cha mẹ của mình cuối cùng anh cũng tỉnh lại và cảm thấy trước đây mình quá ngu ngốc nếu một người giống như sinh viên đại học này mang trên lưng quá nhiều gánh nặng đeo quá nhiều mặt nạ khi đối mặt với người khác thì anh ta sẽ quá mệt mỏi để sống theo cách đó đừng luôn nghĩ về những gì bạn không có trong cuộc sống và bỏ qua những gì bạn thực sự có cho dù một người được lợi bao nhiêu cuối cùng họ cũng sẽ mất cuộc sống là một hành trình đi từ con số không đến con số không thứ mà chúng ta nhận được chỉ là cảnh vật trên đường đi vì thế chúng ta nên biết thích nghi mà không làm mất lòng người khác chỉ bằng cách sống giản dị thậm chí mới có thể tự do và có cơ hội mở rộng bề rộng và bề sâu của cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống không phải là bạn có bao nhiêu mà là bạn có con người thật của mình hay không. Vì vậy, trong cuộc sống, đừng mãi miết theo đuổi dục vọng, đừng ép mình phải đạt được nó, hãy thả lòng bản thân một cách hợp lý. Biết làm thế nào để giảm bớt sự phức tạp và đơn giản hóa và quay trở lại những điều cơ bản là tự do thực sự và hạnh phúc thực sự. Biết cách sống dung hòa với mọi người cái nóng và cái lạnh trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lạnh lùng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và hận thù bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm, thì cuộc sống của người đó sẽ tràn ngập gió xuân và ánh nắng rực rỡ. Ít nhiều gì cũng có những mâu thuẫn trong tương tác của mọi người với nhau. Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý, có một ví dụ một đồng nghiệp đã vô tình làm rung tay khi lấy nước và làm đổ nước lên quần áo của một đồng nghiệp khác ban đầu đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng người đồng nghiệp có quần áo bị đổ nước đã giữ lại và đòi bồi thường với một giọng điệu hung hăng cuối cùng hai bên rất không hài lòng và họ trở thành kẻ thù của nhau có thể thấy phần lớn những oán hận trong lòng của một người đều là tự mình gây họa chuốc họa vào thân không thể mang lại cho bản thân một chút lợi ích dù là nhỏ nhất như câu nói gia đình nên hòa chứ không nên thắt nút thắt nếu bạn quá thù dai bạn sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống tử tế quá nhiều bất hạnh đúng sai đều do chính bạn suy nghĩ mà ra biết dung hòa là bao dung người khác và đối xử tốt với chính mình thật ra nghĩ xem nếu lúc này tâm tình của ta càng ôn hòa kỳ thực sẽ càng tăng thêm thiện ý trong lòng người khác kết bạn tốt do đó khi đối xử với mọi người bạn cũng có thể bớt thù địch và tử tế hơn thế giới là vô thường mãi mãi chúng ta không thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời chỉ khi chúng ta học cách trao sự ấm áp cho người khác chúng ta mới có thể cảm nhận được sự ấm áp và những phước lành của cuộc sống tóm lại dấu hiệu hạnh phúc của một người nằm ở lòng trắc ẩn sự giản dị và tâm hồn bình an cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết điểm cuối điều quý giá nhất chính là những kỷ niệm trên đường đi vì vậy chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân mình hãy để tấm lòng nhân ái mãi mãi sẽ có nắng mới có thể tận hưởng sự bình yên hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng câu chuyện thứ năm một chuyện đáng suy ngẫm về nguồn gốc của sự khổ đau nỗi buồn khổ của con người đến từ đâu là đến từ ngoại cảnh là người khác gây ra cho mình thật ra thống khổ hay hạnh phúc của con người thường đến từ nội tâm đến từ niềm vui đạt được nỗi sợ bị mất đi nguồn gốc của khổ đau chính là những điều mà một người không muốn buông bỏ chuyện kể rằng ở vùng nọ có một khách sạn hết sức danh tiếng, một dạo, ông chủ khách sạn phát hiện ra có một người lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình. Ông cảm thấy rất tò mò. Đến một hôm, ông chủ khách sạn không thể kìm được, bèn đi đến chỗ người lang thang và hỏi: "Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?" Người lang thang nói: "Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp." mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó bất ngờ trước câu trả lời ông chủ khách sạn liền hào phóng nói anh bạn đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng sau một tuần lễ đi du lịch ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem thử tình hình của người lang thang kia như thế nào nhưng ông lại ngỡ ngàng khi phát hiện ra người lang thang đã sớm rời khách sạn trở lại ghế đá công viên ngủ như trước đây. Ông chủ khách sạn bèn đến hỏi người lang thang, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Người lang thang nói, lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn, nên thấy rất vui vẻ. Nhưng khi ngủ trong khách sạn, tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc này, thật là đáng sợ, cho nên tôi không thể chịu đựng được nữa. Kỳ thực nỗi khổ của một người rất nhiều khi không liên quan đến việc họ có hay không có thứ gì. Nguồn gốc của khổ đau là sự chấp trước, không buông bỏ được của người ta." Cổ nhân giảng rằng, con người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ truy cầu quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo lòng mình, nhưng con người lại thường hay lấy đó làm khổ. Người trí tuệ hiểu rõ rằng trong cuộc sống có những ước mơ là xa vời không thành hiện thực, có một số vấn đề vĩnh viễn không có câu trả lời, có một số chuyện luôn luôn không có kết thúc, có một số người mãi mãi không thể trở thành người thân khổ đau thực sự cũng không phải có nguồn gốc ở bên ngoài không phải bởi người khác đem đến cho mình mà bởi sự tu dưỡng của bản thân mình chưa đủ không có khả năng chấp nhận không có khả năng buông tha cho một chút chấp niệm ấy có những việc rất đơn giản nhưng bị người ta làm phức tạp lên rồi lại cảm thấy thống khổ thế gian ấm lạnh đều có sau khi nếm đủ trăm vị người ta mới ngộ ra mọi việc đều cần coi nhẹ tùy duyên mới có thể yên lòng hơn thế nữa một người khi lâm vào danh giới sinh tử mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi người ấy càng hiểu ra rằng hết thảy danh lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua hết thảy đều là vô thường con người được thiên thượng ban cho sinh mệnh và cũng đồng thời được ban cho hoàn cảnh sống vô thường này cũng chỉ có sự an bài của tạo hóa như vậy thì con người mới biết quý trọng cuộc sống mới có thể cảm ngộ ra rằng nhân sinh bất quá chỉ là quán trọ mà thôi cũng chỉ có vậy thì con người mới luôn vô ý hay hữu ý mà không ngừng tự hỏi trong suốt cuộc đời ta là ai ta từ đâu tới đến thế gian này để làm gì chết rồi sẽ đi về đâu người xưa có câu chiêu văn đạo tịch khả tử sáng sớm nghe đạo tối chết cũng an lòng trong tâm có thấu hiểu có lĩnh ngộ có buông bỏ thì mới có thể an yên mà vượt qua nhân sinh là vô thường nhưng trời đất không vận chuyển một cách tùy ý ngẫu nhiên từ xưa đến nay niềm tin về một quy luật một dòng năng lượng hài hòa chảy xuyên suốt toàn vũ trụ đã là trọng tâm của nhiều nền văn minh đạo gia gọi sự cân bằng ấy là đạo đức phật thể hiện quy luật ấy thông qua lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh con người chỉ có tu luyện hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào thì mới có thể buông bỏ và vượt thoát khỏi nhân thế gian thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất biến chân thực bên trong lẽ vô thường của trời đất câu chuyện thứ sáu vì sao người hay than khổ cứ mãi không hết khổ khổ cũng là một sinh mệnh khổ cũng là một sinh mệnh câu này thoạt nghe tưởng chừng rất vô lý nhưng nhà phật thường giảng rằng vạn vật đều có sinh mệnh và khổ nạn suy cho cùng cũng là một sự vật trong thế giới này phải chăng nó thật sự cũng là một sinh mệnh các sự vật đều có sinh mệnh sử sách chép rằng vào thời nhà hán hán vũ đế lưu triệt trong một lần du ngoạn về phía đông đến ải hàm cốc trên đường gặp một con vật hình dạng giống như trâu đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh bốn chân co rút xuống đất dù ai khiêng đẩy thế nào cũng không xê dịch các quan nhìn thấy đều lo lắng chỉ có đại thần đông phương sóc vốn là người đa tài hiểu biết rộng vẫn điềm tĩnh như thường đông phương sóc bảo thị vệ lấy rượu rót lên con vật lạ rượu rót vào thì con vật mở dần rót hơn chục bình rượu thì nó tan biến đi vua và các quan đều ngạc nhiên khi hỏi nguyên cớ thì đông phương sóc đáp quái vật này tên là ưu phiền vốn do hoạn nạn sinh ra nơi này là thuộc đất nhà tù của nhà tần khi xưa những tù nhân gặp nạn đều tụ tập ở đây họ uống rượu cho quên đi ưu sầu vì vậy ưu phiền có thể bị rượu làm tiêu mất hán vũ đế gật đầu khen khanh quả là người uyên bác cả điều này mà cũng biết theo ghi chép này đông phương sóc đã tiết lộ cho chúng ta biết rằng ưu phiền khổ nạn thật ra đều là những sinh mệnh trong tác phẩm dạ đàm tùy lục của hòa bang ngạch có kể một câu chuyện khác vào đời nhà thanh ở một ngôi chùa tên bách lâm có một nhà sư già tu hành cả đời vẫn chưa vứt bỏ được tâm tham luyến tiền tài nhà sư giấu được một hũ vàng riêng nhưng sau đó bị lạc mất nên phiền muộn tới nỗi sinh bệnh khi nằm trên giường ông vẫn không ngớt kêu lên tiền của ta vàng của ta sau này có người tìm ra được hũ vàng ấy thấy bên trong có một con cóc ngậm chặt lấy đồng vàng không buông dù bắt nó ném ra ngoài thì qua một lúc nhìn lại vẫn thấy nó nằm trong hũ đuổi thế nào cũng không đi nên người ta đành mặc kệ con cóc ấy khi mang hũ vàng trả lại cho nhà sư già, ông rất đối vui mừng, con cóc liền dần dần tan biến. Trong những người chứng kiến có kẻ hiểu biết, bèn giải thích, thì ra con cóc ấy là do tinh thần của nhà sư già hóa thành. Vì tâm ông ta lúc nào cũng hướng về vàng, nên con cóc mới ngậm chặt lấy vàng mà không buông. Khi trả lại vàng cho ông ta, ông ta chuyển từ buồn sang vui nên con cóc mới dần tan biến đi. Trong các sách cổ khác còn có rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Tình tiết tuy khác nhau nhưng cùng có chung một ngụ ý rằng, những gì mà chúng ta cho là chiều tượng hoặc duy tâm như tinh thần, ý thức, khổ nạn, phiền muộn, thật ra đều là những sinh mệnh. Vì sao người thường than khổ cứ mãi không hết khổ? Người xưa có câu rằng, nghi tâm sinh quỷ ám, thời nay chúng ta cũng có cách nói, trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó. Cũng tức là nếu chúng ta cứ nghi ngờ lo lắng, yêu sầu phiền muộn hoặc than thở trách móc, thì trên thực tế chính là chúng ta đang trong vô thức mà cầu cái khổ cái phiền ấy đến với mình. Vào đời nhà Tấn, Lạc Quảng có một người bạn cũ đến thăm, hai người cùng uống rượu trò chuyện. Trên tường nhà Lạc Quảng có treo một chiếc cung, bóng chiếc cung hắt vào ly rượu thành hình con rắn. Người bạn nhìn và cứ ngỡ trong ly rượu có rắn, vô cùng sợ hãi, nhưng vì nể Lạc Quảng nên vẫn uống hết ly rượu. Sau khi về nhà, người bạn cứ ám ảnh mãi vì cho rằng mình đã trúng độc rắn nên nằm trên giường không thể ngồi dậy, rốt cuộc ông đã thật sự đổ bệnh. Bệnh tình nghiêm trọng, Lạc Quảng hay tin liền đến thăm bạn, người bạn kể chuyện uống ly rượu rắn cho ông nghe. Lạc Quảng sừng sốt một hồi rồi hiểu ra, cười nói: "Vốn không có con rắn nào cả, đó chính là cây cung tôi treo trên tường, bóng nó phản chiếu vào ly rượu làm ông nhìn lầm thành con rắn đó." Người bạn bấy giờ mới giải tỏa được nghi vấn trong lòng, không lo lắng gì nữa, bệnh tình của ông dần thuyên giảm và khỏe lại vốn dĩ ông không có bệnh nhưng vì tâm sợ hãi mà cứ cho rằng mình đã uống phải rắn độc rốt cuộc thành ra phát bệnh thật khi bỏ đi cái tâm ấy thì bệnh cũng tự nhiên khỏi câu chuyện này chính là nguồn gốc của thành ngữ bôi cung xa ảnh bóng rắn trong cốc ngụ ý nói về những người cứ mãi lo lắng chuyện không đâu suy nghĩ hão huyền rốt cuộc dẫn đến phiền phức thật sự cho cuộc sống của họ điều này chứng tỏ rằng khi chúng ta lo sợ điều gì đó một cách vô lý ví dụ như cứ mãi cho rằng mình đã bị bệnh thì thật sự có thể khiến cái bệnh ấy tới tìm chúng ta cũng vậy nếu chúng ta cứ mãi than phiền khổ sở kêu ca oán trời trách đất thì chính là chúng ta đang cầu mong cái khổ nạn ấy đến với mình bởi vì đối chiếu với bên trên chúng ta biết rằng mọi sự vật đều có sinh mệnh cả khổ sở và bệnh tật cũng vậy và những sinh mệnh này sẽ tìm đến hoàn cảnh phù hợp với chúng nên người hay lo bệnh thì các thứ bệnh đều đến người thường than khổ thì lúc nào cũng gặp chuyện không may từ đây chúng ta cũng có thể nhận định rằng những suy nghĩ tích cực tự tin lương thiện chân thành và tình yêu thương chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho vận mệnh cũng như sức khỏe của chúng ta vì hạnh phúc bình an may mắn cũng là các sinh mệnh chúng sẽ tìm tới những người lạc quan vui vẻ và tốt bụng một người nếu thường mang theo tâm thái từ bi hòa ái yêu thương người khác lúc nào cũng tràn ngập trong lòng sự biết ơn đối với cuộc sống thì phúc phận và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện diện bên cạnh người đó do đó nhiều nhà phong thủy nhìn nhận rằng phong thủy tốt nhất của đời người chính là sự lương thiện và tình yêu thương câu chuyện thứ bảy may mắn chỉ là sự ngẫu nhiên hay là được tạo thành từ điều gì đó khác có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người luôn gặp nhiều may mắn từ công việc cho đến các mối quan hệ thậm chí cả trong những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày trong khi đó một số người lại kém may mắn trong mọi chuyện vậy có gì khác nhau giữa những người may mắn với những người khác phải chăng người may mắn làm việc tốt hơn hay họ thật sự gặp vận may nhiều hơn người khác thật ra may mắn phần lớn là do tu dưỡng tạo thành tu dưỡng đủ những điều này giống như lộc trời cho phú quý là điều tất yếu người thu hút sự thành công là người biết khiêm tốn nhà thơ tennyson từng nói rằng khiêm tốn là đức hạnh lớn nhất mẹ của tất cả thành công trong hầu hết mọi việc đều đòi hỏi sự khiêm tốn nhiều doanh nhân chia sẻ rằng họ đã bán hàng tận nơi trong giai đoạn đầu kinh doanh. Diễn viên Emilia Clarke cho biết, cô đã nhận những vai diễn nhỏ trong giai đoạn đầu của sự nghiệp trước khi được giao những vai chính. Mặc dù thực tế rằng sự khiêm tốn là điều cần thiết cho giai đoạn đầu của bất kỳ sự nghiệp nào, nhưng trong xã hội hiện nay, phần lớn mọi người cảm thấy xấu hổ khi hành động khiêm tốn vì xã hội lại tán dương những người quá tự tin và liên tục tập trung vào bản thân. Con người ngày càng cạnh tranh tìm kiếm sự chú ý yêu bản thân ám ảnh với ngoại hình của họ vậy nên họ tránh những tình huống buộc họ phải khiêm tốn bằng mọi giá chính vì thế chỉ một số ít người thành công còn số đông vẫn chạy theo cái tôi bản ngã của mình khiêm tốn giúp bạn được mọi người yêu thương quý mến dễ hòa nhập khiêm tốn còn giúp bạn thấy được năng lực của mình thấy người khác cao hơn mình để mà cố gắng vượt khó để tiến tới thành công ngược lại với khiêm tốn là tự cao thiếu khiêm tốn sẽ khiến con người bị cộng đồng xa lánh ghét bỏ, ít hòa nhập và sẽ tự làm mất đi cơ hội của chính bản thân mình. Người thu hút sự thành công là người làm việc chăm chỉ. Thành công đòi hỏi sự chăm chỉ không mệt mỏi. Elon Musk và Bill Gates tiết lộ rằng họ làm việc tới 16 giờ mỗi ngày. Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô, tỷ phú Michael Bloomberg chia sẻ, tôi luôn cố gắng là người đầu tiên đến công ty vào buổi sáng và là người cuối cùng rời cơ quan khi hết giờ làm. Ít đi nghỉ, hạn chế rời chỗ làm dù là đi tắm hay ăn trưa. Tuy nhiên, những người bình thường khá lười biếng, họ chỉ làm việc 8 đến 10 tiếng mỗi ngày và họ bỏ cuộc khi nhận ra rằng để đạt được thành công đòi hỏi họ phải thoát ra khỏi vùng an toàn và làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Do đó, làm việc chăm chỉ là chìa khóa thành công, làm việc chăm chỉ dẫn đến tự chủ, tự tin, góp phần trong việc xây dựng tính cách. Những người thành công biết tầm quan trọng của những công việc khó khăn và bạn nên chấp nhận nó bằng cách tạo dựng thói quen chăm chỉ người thu hút sự thành công là người kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn là điều khiến nhiều người từ bỏ việc theo đuổi ước mơ của mình. Các số liệu thống kê tiết lộ rằng phải mất 5 đến 10 năm làm việc cật lực cho một dự án trước khi nó trở nên cực kỳ thành công. Tuy nhiên, nhiều người bỏ cuộc nếu họ không thấy kết quả to lớn sau một tháng, 3 tháng 6 tháng, một năm, thậm chí 3 năm. Thế giới hiện đại bị chi phối bởi sự hài lòng tức thời, Mọi người mong đợi thành công sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ chỉ sau vài tháng nỗ lực. Người thu hút sự thành công là người lạc quan. Gary Vaynerchuk từng nói rằng lý do chính khiến mọi người không đạt được thành công là thiếu lạc quan. Lạc quan ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin. Trong những bước đầu của hành trình đi đến thành công, nhiều người luôn lạc quan về việc đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với một số trở ngại, mức độ lạc quan ở hầu hết mọi người giảm đi đáng kể dẫn đến việc họ bỏ cuộc những người lạc quan thường không bỏ cuộc vì ngay cả khi họ phải đối mặt với những trở ngại họ luôn tin rằng thành công đã đến gần người thu hút sự thành công là người tự tin những người thành công về tài chính thường có niềm tin vào khả năng của họ họ tin vào kỹ năng của mình và họ biết rằng không gì có thể ngăn cản họ bên cạnh đó một người tự tin sẽ dễ dàng đạt được thành công vì họ tin vào khả năng của mình để vượt qua bất kỳ vấn đề nào mà họ có thể gặp phải sự tự tin giúp một cá nhân tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi họ biết rằng sắp tới sẽ có một chặng đường rất gian nan và đầy thử thách về tinh thần mặt khác một cá nhân thiếu tự tin rất dễ bỏ cuộc vì họ sẽ nản lòng trước vấn đề nhỏ nhất mà họ có thể gặp phải ngoài ra một người thiếu tự tin thường không suy nghĩ thấu đáo vì thiếu niềm tin vào bản thân sẽ khiến họ đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc cuối cùng một người thiếu tự tin sẽ luôn bỏ cuộc vì họ né tránh những trở ngại đơn giản bởi vì họ không nghĩ rằng họ có thể vượt qua chúng. Nếu vô tình thấy được sự thành công của ai đó, có thể bạn nghĩ rằng họ thành công nhờ sự may mắn, nhưng ngay cả sự may mắn cũng từ sự nỗ lực tu dưỡng tạo thành. Vậy nên thay vì chỉ nhìn đến thành quả của thành công, ta hãy tu dưỡng những phẩm chất này, sau đó may mắn và thành công sẽ tự tìm đến. Câu chuyện thứ 8, xa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Đời người như con đường, có bằng phẳng cũng có trông gai, khi thành công thì đắc ý tự tin, lúc thất bại thì tự ti chán nản. Nhưng kẻ trí khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún mình, lúc gặp tai họa vẫn ung dung bình thản. Người xưa dạy, xa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Ví như Tây Lư đi du thuyết các vua nước chư hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền trải vớt ông lên, ôm bụng cười bảo, ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, tài gì mà đòi đi nói các vua chư hầu. Tây Lư đáp, hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói. Hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ ngựa ký, ngày chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thành gươm quý, đem mà khâu giày thì không tiện bằng cái rùi. Chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mở mịt, khác nào như quả vào chuồng lợn. Quả thế, mỗi người một tài, tuy nhất thời lâm vào hoạn nạn vì sở đoản nhưng lại sẽ có ngày vinh quang bởi sở trường. Hạ cớ phải thất vọng, bi quan. Mãi đắm chìm trong thất bại, nhược điểm của bản thân, cũng như chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc, mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý. Còn ốc xên ghen tị với con ếch, vì ếch có bốn chân nhảy nhót tự do, còn xên cõng trên thân chiếc vỏ nặng trịch. Bỗng một con chim ưng từ trên cao lao xuống, ốc xên vội vàng cuộn vào trong vỏ, mà con ếch đã bị chim ưng kia ăn mất. Ốc xên lúc đó mới hiểu ra, trời sinh ta ắt có chỗ dùng ông lý bạch xưa chỉ có bầu rượu và ánh trăng nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo khốn thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai tạm dịch trời sinh thân ta hẳn có dùng nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến trời có khi nắng khi mưa trăng có khi tròn khi khuyết sông có khúc người có lúc ấy là lẽ tự nhiên giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất và hiểu ra chỉ có một trái tim thuần tịnh, vị tha, dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người. Câu chuyện thứ 9, nửa đời còn lại, hãy học cách sống im lặng, đau không nói, khổ không than, giận đến mấy cũng không thể hiện ra mặt. Chúng ta hãy là một người điềm tĩnh với tấm lòng bao dung. Hãy nhớ khi cuộc đời ném cho bạn một bát mắm tôm thì cũng đừng ngại gì mà không order luôn cho mình một suất bún đậu. Đau không nói, tương vân trong hồng lâu mộng vốn xuất thân là một thiên kim tiểu thư nhưng lại có cuộc sống không mấy êm ả à. bố mẹ mất sớm nên tương vân đã ở với chú thím ngay từ khi còn nhỏ tương vân không có bất cứ quyền hành gì trong nhà cô còn phải làm nghề may vá để kiếm thêm thu nhập nhiều khi cô bận rộn làm việc đến tận đêm khuya mỗi lần bị người khác bắt gặp khi đang giúp giả bảo ngọc may vá là một lần tương vân bị mỉa mai rẻ bỉu khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi là lúc tương vân đi dạo hoa viên trước khi lại bị chú thím sai đi làm việc khác dù ấm ức đến đâu tương vân cũng chỉ đành nhẫn nhịn chứ không hề bộc lộ ra bên ngoài thật hiếm ai biết được tương vân sống khổ sở thế nào bởi tương vân chưa bao giờ than vãn ở bất cứ nơi nào có tương vân nơi ấy đều trở nên vui vẻ có một lần vì quan tâm nên bảo thoa có hỏi thăm tương vân mấy câu trong khoảnh khắc ấy tương vân đã nghẹn ngào không thốt lên lời nhưng có lẽ cô hiểu nói ra cũng không giải quyết được gì nên cô vẫn chọn im lặng đối lập với sự im lặng của tương vân chính là cái miệng lúc nào cũng oang oang kể khổ của triệu di nương triệu di nương kể nhiều đến mức ai gặp cũng muốn tránh xa người trưởng thành sẽ không bao giờ kêu khổ ngay cả khi đó là sự thật nói nhiều không giải quyết được vấn đề gì việc đem nỗi khổ của mình đi rêu rao khắp thiên hạ cũng chẳng hay ho gì tốt nhất chúng ta nên nhẫn nhịn và chịu đựng đời là bể khổ sướng khổ ra sao chỉ có mình ta biết những nỗi khổ hôm nay chỉ mình bạn biết, khi sang đến ngày mai, chúng sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ không đáng để nhắc. Sau 11 năm khổ luyện, diễn viên Hải Giả Linh đã vụt sáng trở thành một ngôi sao nghệ thuật sân khấu. Trong suốt ngần ấy năm khó khăn, cô chưa bao giờ cất tiếng kêu than. Năm 2000, Giả Linh thi đỗ vào khoa nghệ thuật tấu hải nơi vốn không có nhiều đất phát triển cho nữ giới. Khi mới vào học, cả lớp chỉ có 10 bạn nữ. Đến sau này, chỉ còn duy nhất Giả Linh trụ lại với lớp không một ai trong lớp muốn diễn cặp với cô. Ai cũng nghĩ đàn bà con gái như cô kiểu gì cũng sẽ bỏ nghề. Nhưng cô quyết không chịu thua. Mỗi ngày, cô đều dậy từ sớm để luyện thanh và học thuộc những bài vẻ. Sau khi tốt nghiệp, Giả Linh vẫn tiếp tục sống ở căn phòng nhỏ dưới tầng hầm mà cô đã thuê. Mùa đông không có lò sưởi, cô chỉ còn biết dán giấy quanh phòng rồi chui vào túi ngủ cho ấm. Có lần khi trong nhà đã không còn gì ăn, cô đã phải nhắm mắt bán đi chiếc cassette yêu quý để duy trì cuộc sống cô đã không dám nghỉ làm ngay cả khi mình đang sốt cao cô chấp nhận đóng các vai quần chúng chỉ để kiếm được vài đồng cát xê ít ỏi mặc cho cuộc sống cơ cực là vậy giả linh cũng chưa từng than thở với ai khi nói chuyện với người khác cô cũng chỉ nói đến chuyện vui chứ không hề nhắc đến chuyện buồn sau khi biết được hoàn cảnh của cô thầy giáo đã quyết định cho cô đi diễn chung sau bao khó khăn cuối cùng giả linh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình có người hỏi giả linh lúc đó cô có thấy mình khổ hay không cô điềm nhiên trả lời không khổ chút nào bởi vì những nỗi khổ mà tôi từng chịu đều đã được ông trời đền đáp xứng đáng người thực sự khổ sẽ không bao giờ kêu mình khổ người thực sự mệt sẽ không bao giờ than họ mệt trưởng thành chính là khi ta biết khóc trong im lặng im lặng ở đây không phải là bạc nhược hay sợ hãi mà là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió im lặng để giấu mình chờ thời để hẹn một ngày ta trở lại và lợi hại hơn xưa chúng ta cần phải biết cách biến khó khăn thành năng lượng nuôi dưỡng quá trình trưởng thành của bản thân trong im lặng không nổi giận năm ngoái công ty có tuyển được một nhân viên mới với hồ sơ cá nhân nổi bật chỉ tiếc là trái với kỳ vọng của sếp cô đã trượt ngay từ vòng thử việc nguyên nhân xuất phát từ tính ngựa non háu đá của cô sếp giao cho cô đi đàm phán với khách hàng cô gặp phải một vị khách cứ mãi soi xét từng chi tiết nhỏ của bản hợp đồng ban đầu cô vẫn giữ thái độ kiên nhẫn giải thích cho khách hàng hiểu nhưng sau cùng người này vẫn từ chối ký hợp đồng với công ty cô không chấp nhận nhìn mọi nỗ lực bị đổ sông đổ bể cô đã tức giận quát lớn vào mặt khách ông thật chẳng ra gì đừng tưởng mình là bên a nên thích làm gì thì làm lúc tức giận ai cũng muốn chửi cho sướng miệng mà nào có nghĩ đến hậu quả sau đó cái giá đắt mà cô phải trả cho những giây phút đó chính là vị khách kia đã từ chối hợp tác với công ty tất nhiên do cô là người mới nên sếp cũng không trách cứ cô nhiều nhưng sau này cô vẫn chứng nào tật ấy, sẵn sàng hơn thua với khách hàng, sự nghiệp của cô tại công ty cũng coi như chấm dứt từ đây. Đối với con người, tức giận là bản năng, còn kiềm chế cơn giận là bản lĩnh. Khi thiết kế lại viện bảo tàng Louvre, kiến trúc sư IEO Minh Pay đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các kiến trúc sư người Pháp. Khi đi trên đường, ông bị người ta chửi rủa và nhổ nước bọt, đến cả người phiên dịch cũng còn cảm thấy tức thay cho ông, nhưng ông lại chọn cách im lặng dùng năng lực để chứng minh cho mọi người thấy cho đến nay tác phẩm của ông đã trở thành một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô paris hoa lệ cao nhân là người không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí để rồi làm ra những chuyện đáng tiếc cao nhân là người biết khống chế cảm xúc để vươn lên làm chủ số phận trong cuộc sống ai cũng có những khi phải nổi trận lôi đình nhưng chúng ta cần phải kiềm chế trong lúc này để tránh mất cả chỉ lẫn trải tâm trạng ổn định giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách và êm đềm tâm trạng bất ổn giống như dòng nước lũ dữ tợn và cuốn trôi mọi thứ. Trong cuộc sống đầy dẫy những khó khăn, mong bạn có thể bình tĩnh mà tu dưỡng bản thân. Bình tĩnh làm chủ cuộc sống. Chúng ta cần phải là một người lớn điềm tĩnh, không để cảm xúc lấn át lý trí, không còn sống trong quá khứ, không còn hối hận về những điều đã qua, để ta có thể sống trọn từng khoảnh khắc. Người nông nổi vì một phút thỏa mãn mà đánh mất đại cục. Người điềm tĩnh sẽ biết nhẫn nhịn và bao dung để tránh những sai lầm đáng tiếc. Mỗi người đều có khả năng tự bảo vệ cho chính mình. Chỉ có tự mình cứu lấy mình, còn lại dù có thân thiết đến đâu thì người khác cũng không thể làm thay bạn được. Mong bạn và tôi đều có thể sống một cách bình thản. Chúng ta hãy là một người điềm tĩnh với tấm lòng bao dung. Hãy nhớ khi cuộc đời ném cho bạn một bát mắm tôm thì cũng đừng ngại gì mà không order luôn cho mình một suất bún đậu. Câu chuyện thứ 10, có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại nguyễn du viết chữ tài liền với chữ tài một vần người tài giỏi bị ghen ghét dễ gặp cảnh tai ương còn như kẻ bất tài lại thường vất vả kiếm kế sinh nhai bị người đời khinh rẻ có tài cũng khổ mà bất tài cũng khổ nên một người muốn thoát khổ cốt không phải ở chỗ có tài hay không một hôm trang tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi thấy một cây to cành lá dườm già có người đốn gỗ chống búa đứng ở bên mà không chặt trang tử hỏi sao không chặt cây này thế người đốn gỗ đáp cây này tuy thế mà gỗ xấu không dùng được việc trang tử nói cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi ra khỏi núi trang tử vào chơi nhà một người quen chủ nhà vui mừng bảo đầy tớ đem chim nhạn làm thịt thằng nhỏ hỏi một con gáy được một con không gáy thì làm thịt con nào chủ bảo làm con không gáy hôm sau học trò hỏi trang tử rằng cái cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải giết chết. Giá như tiên sinh xử vào địa vị nào? Trang tử cười, rồi nói, ta xử vào trong cái khoảng tài và bất tài. Như vậy, thì tránh khỏi được tai nạn, song chưa phải là kế vạn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao xa, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hòa làm mực siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người. Những bậc như thế, thì còn gì lụy đến thân được. Còn thói đời thường tình nào có thể. Hợp với người, thì có lúc lìa. Làm nên việc, thì có người chê. Ngay thẳng thì bị đẻ nén. Tôn trọng thì bị chê bai. Làm, thì có kẻ phá. Giỏi, thì có kẻ ghen. Không ra gì, thì thiên hạ lại khinh bỉ. Nhân tình như thế, làm thế nào được? Thương ôi, các người nên ghi lấy, chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi thói đời mưa nắng thất thường khi đỏ khi đen có tài hay không có tài cũng chẳng thoát khỏi vòng tục lụy người đạo đức thường thanh tỉnh biết tiến biết lùi có tài cũng không bị ghen ghét mà kém tài vẫn được ung dung nếu tài năng để truy cầu danh lợi kẻ sĩ đại đức không truy cầu danh lợi thì tài hay không tài có gì quan trọng đây nếu tài năng để ích nước lợi dân kẻ sĩ đại đức dùng tấm lòng thiện lương mà giáo hóa chúng sinh bao dung mà dung nạp người trong thiên hạ đó chẳng phải là ích nước lợi dân sao? Ấy vậy nhưng người có đạo đức trí huệ khai mở, tài năng thường lỗi lạc, chỉ là chân nhân bất lộ tướng, không khoe khoang cốt đổi lấy phú quý vinh hoa. Trong đạo đức kinh, Lão Tử có viết, đạo trời không thân ai, thường ở với người lành. Thiên thượng vốn không có cái tâm thiên vị, chỉ che chở cho những người đạo đức. Người lương thiện trên không thẹn với trời, dưới không lỗi với người, an nhiên tự tại đi hết con đường nhân sinh. Câu chuyện thứ 11 dùng tâm tùy duyên để đối mặt với mọi thứ mới có thể sống tự tại an nhiên xưa có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao một ngày kia có vị hành giả ghé thăm chùa hành giả biết lão hòa thượng đã tu hành đắc đạo bèn hỏi ông rằng trước khi đắc đạo ngài đã làm những gì lão hòa thượng trả lời ta trẻ củi gánh nước nấu cơm hành giả hỏi vậy sau khi đắc đạo thì sao lão hòa thượng nói ta vẫn trẻ củi gánh nước nấu cơm hành giả lại hỏi: "Vậy cái gì gọi là đắc đạo?" Lão hòa thượng ôn tồn trả lời: "Trước khi đắc đạo, lúc trẻ củi thì nghĩ về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi trẻ củi gánh nước. Sau khi đắc đạo, trẻ củi thì là trẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm. Kỳ thực, đắc đạo hay chưa chỉ khác nhau ở một chữ tâm này mà thôi. Trước khi đắc đạo, lão hòa thượng cũng giống như những người phàm phu khác, tâm không thể tĩnh tại." làm chuyện gì cũng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai. Chỉ khi đã khắc chế cái tâm này, thì lòng người mới có thể ung dung tự tại, tinh thần mới có thể thành thơi. Vậy mới nói, hết thảy mọi phiền não trong đời là bởi tâm phàm quá nặng. Chỉ khi buông bỏ mọi dính mắc trong tâm, chúng ta mới có thể giải thoát chính mình. Phật ra giảng xả, giảng buông, khuyên con người hãy từ bỏ mọi chấp trước và dục vọng. Bởi chỉ khi đã xem nhẹ mọi thăng trầm thì nội tâm mới có thể an nhiên tự tại. Đọc đến đây có lẽ bạn đã tìm được lời giải cho câu hỏi vì sao cuộc sống mệt mỏi đó là bởi những thứ kiểm soát tâm trạng của bạn có quá nhiều ví như sự thay đổi của thời tiết sự nóng lạnh của tình người những phong cảnh khác nhau đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và tất nhiên đó đều là những thứ mà bạn không thể kiểm soát khi đã xem nhẹ rồi thì bầu trời dẫu u ám hay trong xanh con người dẫu chia ly hay tái hợp vạn vật dẫu xoay vần biến đổi thì lòng ta an nhiên không sợ hãi thuận theo tự nhiên mà yên ổn. Nỗi đau của hôm nay bắt nguồn từ sự phóng túng của hôm qua. Nỗi khổ của đời này đều do nghiệp chướng từ kiếp trước. Bởi vậy, biết đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại, sống thuận theo tự nhiên, thì tất cả mọi buồn phiền hay oán trách mới có thể tan hòa vào trong sự cảm ơn. Duyên phận là chuyện của trời an bài, con người hẳn là không thể quyết định. Mọi sự tình đến trong đời ta chẳng hề ngẫu nhiên. Niềm vui hay nỗi buồn đều là có căn nguyên cả ngày nắng trói trang ngày mưa buồn bã tình cảm lúc ấm lúc lạnh lòng người lúc hợp lúc tan thầy đều không nằm ngoài một chữ duyên đó nếu đã không thể quyết định được duyên trời cớ sao bạn không thể đón nhận tất cả bằng một tấm lòng rộng mở thản đãn phóng khoáng hơn cớ sao có những người cả đời mắc kẹt trong u buồn tầm tã cứ mải mê trong những lụy phiền mà chẳng hiểu nổi một điều rằng tùy duyên chính là hạnh phúc thực sự phật gia giảng duyên phận mọi người mọi vật đến với ta trong đời này đều là mang một mối lương duyên hoặc ác duyên từ những kiếp trước. Cặp mắt thịt của con người đương nhiên không nhìn ra mối duyên vô hình ấy. Vậy nên nếu tâm phạm quá nặng, chấp niệm quá sâu, người ta dễ khiến một thiện duyên biến thành ác duyên, nghiệp chướng. Thả lỏng mình trong sự bình thản, vô ưu vô lo mới là cách hành xử của người hiểu thấu nhân sinh. Có câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đến thời khắc tận cùng rồi cũng sẽ ổn nếu chưa ổn thì ắt là chưa phải tận cùng vậy. Ấy chính là rũ phiền yêu cõi hồng trần, ung dung tiêu sái muôn phần phúc thơm. Câu chuyện thứ 12, sinh tử hữu mệnh, trên đời này điều gì mới là quan trọng nhất? Chị Vương là một người bạn của tôi. Chị từng sống ở Thiên Tân, Trung Quốc và đã ly hôn ở tuổi trung niên. Bước sang tuổi ngũ tuần, chị đến Singapore một mình để khởi nghiệp. Chị có tài nấu ăn gia truyền, những món ăn chị nấu đều có hương vị độc đáo, Chị Vương nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi và hai mẹ con bắt đầu mở một nhà hàng, trải qua hơn chục năm khổ tâm làm lụng, việc kinh doanh nhà hàng của chị trở nên rất phát đạt. Dù chạc tuổi bố mẹ tôi, nhưng chị vẫn thích tôi gọi là chị Vương. Một lần, sau khi ăn tối tại nhà hàng của chị, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau, thảo luận về việc một người già cần bao nhiêu tiền để có cuộc sống thoải mái sau khi về hưu. Tôi nói, "Em nghĩ mỗi ngày cơm canh đạm bạc, quần áo đơn giản nhà cửa nhỏ gọn thì 80.000 đến 100.000 đô la Singapore là đủ dùng. Chị Vương nói, bấy nhiêu đó sao có thể đủ được? Chị đang nợ 800.000 đô la tiền thế chấp cho hai căn hộ mới mua. Ngoài ra, hóa đơn viện phí bây giờ cũng rất đắt đỏ. Chị không chắc 2 triệu đô la có đủ hay không nữa. Giờ chị đã ngoài 60 tuổi và có bệnh tim, nhưng chị muốn làm việc thêm 10 năm nữa rồi mới tính đến chuyện nghỉ hưu. Chỉ ba ngày sau cuộc trò chuyện ấy, con trai của chị bất ngờ gọi cho tôi chị Vương đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Thật đúng là thiên hữu bất chắc chi phong vân, nhân hữu đán tịch chi họa phúc, trời có gió mưa khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Họa phúc của con người xảy đến nhanh chóng, bất ngờ khó đoán. Tôi không thể tin vào tai mình, mới vài ngày trước chị ấy còn nói sẽ làm việc thêm 10 năm nữa, sao chị ấy có thể đi nhanh như vậy được? Con trai của chị kể rằng chị Vương vốn có bệnh tim nên thường phải đem theo thuốc cấp cứu bên người. Không may, vào hôm ấy, chị dậy muộn mà thuốc mang theo đã hết, chị không thở nổi và quá yếu đến mức không thể mở tủ lấy thuốc ra. chị vương vội vàng gọi cho con trai, nhưng khi cậu ấy bắt taxi về nhà thì không kịp nữa rồi. chị vương vội vàng rời bỏ thế gian, để lại tài sản một triệu đô la Singapore mà không có di chúc. theo luật pháp địa phương, con trai chị sẽ được thừa kế, nhưng thân nhân ở Trung Quốc lại không chấp nhận điều này và khởi kiện con trai chị để tranh giành chỗ tiền đó. chị vương không bao giờ ngờ được rằng Giờ đây con trai và thân quyến của chị lại trở thành kẻ thù của nhau. Trên đời này, chúng ta căn bản không thể đoán trước được vận mệnh của bản thân. Mù quáng theo đuổi tiền tài vật chất chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chỉ khi sống một cuộc sống ít ham muốn và một trái tim trong sáng, tích đức hành thiện, lấy khổ làm vui thì chúng ta mới có được sự thanh thản, khoáng đạt. Chỉ khi bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân, chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sinh lão bệnh tử. Câu chuyện thứ 13, nhân sinh vô thường, ngọt ngào đến mấy cũng phải rời xa, cớ sao đau đớn bởi một chữ tình. Tình yêu là gì? Làm sao có thể tìm được một tấm lòng biết chân quý ta giữa vạn người trong thiên hạ? Câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ cho bạn một chút cảm ngộ. Trời chiều, sân chùa im vắng, thi thoảng có mấy chú chim sẻ truyền nhau trên cành cây trước sân, tiếng kêu lích chích, lích chích. Lão hòa thượng ngồi lặng yên trước bậu cửa thường trà, chừng muốn thả lòng một chút sau mấy giờ niệm kinh kệ liên tục. Chén trà vừa rót, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lão hòa thượng gọi chú tiểu lại, ôn tồn giảng, ta dặn con đừng bao giờ khóa cửa trước lúc mặt trời lặn. Cửa thiền chỉ nên đóng hờ mà thôi. Con mau ra mở cửa cho khách kẹo để họ phải đợi lâu. Chú tiểu dạ gian một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài. Lão hòa thượng rót thêm một chén trà nữa. Ông biết vị khách ấy là ai? Độ cả tuần nay, cứ đúng cứ này người ấy lại vào chùa vẫn an lão hòa thượng. Một lát sau đã thấy ngoài cửa bóng người. Ấy là một công tử vóc người thư sinh, ăn mặc chỉnh chu, mặt mũi trắng trèo. Chàng rảo bước đến gần lão hòa thượng, hai tay ôm quyền cúi chào. Lão hòa thượng đứng lên đỡ khách, rồi mỉm cười hiền từ mời chàng vào ngồi cùng đối ẩm. Thí chủ đến rồi. Hôm nay lại có chuyện gì? Lão hòa thượng vừa hỏi vừa đưa chén trà mời chàng trai. Đã cả tuần nay, gặp chàng trai lúc nào ông cũng hỏi câu ấy, mọi khi chàng chỉ ú ớ cho qua chuyện rồi ngồi uống trà đến chập tối thì rời gót về nhưng hôm nay chừng như có sự lạ chàng trai đón chén nước trà từ tay lão hòa thượng rồi đặt xuống thở dài một tiếng lão hòa thượng cười lớn ha ha ta đoán không sai hôm nay thí chủ không đến đây để uống trà chàng trai khẽ gật đầu bạch thầy có một chuyện con muốn hỏi ngài mà cứ chẳng dám mở lời lão hòa thượng vuốt râu cười thí chủ cứ tự nhiên lão nạp không hiểu chuyện đời khó giúp thí chủ nhưng có thể lắng nghe chàng trai rẻ rặt nói thầy đã là bậc tu hành đắc đạo lẽ ra con không nên làm phiền vì mấy thứ chuyện còn con mấy bận rồi con cứ ngại ngùng chẳng dám thưa lời nhưng hôm nay thầy đã cho phép thì con xin nói rõ đầu đuôi chàng đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm đoạn tiếp lời bạch thầy vì sao người ta yêu nhau rồi lại để mất nhau lão hòa thượng thoáng nhìn lên nét mặt của chàng thấy từ lần đầu gặp ông dường như chàng đã già đi mấy tuổi. Cái giọng nghẹn ngào kia, đôi mắt u buồn trực ướt lệ kia và những nếp nhăn trên trán sau nhiều đêm thức trắng kia đã nói lên rằng, hóa ra chàng thất tình. Lão hòa thượng khẽ vuốt tròn dâu bạc, cười nói, duyên phận trong đời, không dễ nắm bắt, không dễ nắm bắt, hợp tan, tan hợp đều có nguyên do. cớ chi lòng người còn mãi chưa buông được, để ta kể cho thí chủ chuyện này, nghe xong hãy tự tìm câu trả lời rồi lão hòa thượng nhấp một ngụm trà bắt đầu kể chuyện kể rằng từ lâu lắm rồi ở ngôi nhà nọ có một cái chén rất đẹp sống cùng ông chủ ông yêu cái chén lắm chẳng dám nặng tay bèn suốt ngày cất trong tủ kín một ngày nọ cái chén buồn quá bèn nói với ông tôi rất cần nước ngài có thể lấy cho tôi một chút được không ông chủ mỉm cười lát sau mang nó ra khay trà đổ đầy một chén nước nóng vị trà lại thơm cái chén chưa bao giờ được trải qua cảm giác tuyệt vời đến thế nó thấy toàn thân mình mềm nhũn ra cứ lâng lâng mãi cái chén bèn bất giác nghĩ liệu đây có phải là cảm giác của tình yêu không một lát sau nước trong chén không còn nóng nữa đã ấm hơn cái chén lại thấy một cảm giác ấm áp ngập tràn và nghĩ ổ hóa ra đây là cảm giác của hạnh phúc thời gian trôi qua nước trong chén đã ngày càng nguội không còn nóng ấm như lúc đầu đến lúc này cái chén cảm thấy lo lắng nhưng chẳng biết gọi tên cảm giác ấy ra sao một nỗi buồn thoáng lướt qua một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu có lẽ đây là cảm giác thất bại cuối cùng khi nước trà bên trong bắt đầu lạnh như đá cái chén dường như buông xuôi tất cả có lẽ đây là định số trong cơn đau đớn tột cùng cái chén không còn muốn chứa trong mình thêm chút nước trà nào nữa nó cố gắng hết sức nhích từng bước di chuyển cái chén rung lên bần bật nước bên trong sóng sánh rồi tóe ra cái chén lại càng rung mạnh hơn nước tóe ra ngày càng nhiều hơn và rồi chiếc chén rớt xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh khi đã vỡ thành từng mảnh nhỏ cái chén mới nhìn thấy bên trong từng miếng vỡ của mình vẫn còn động vết nước ồ hóa ra ta đã dành cho nước nhiều tình yêu đến thế nó bật khóc nức nở nó đã không còn có thể ôm nước như lần đầu tiên được nữa những giọt nước bắn tung tóe khắp nền nhà cũng chợt nhận ra mình cần chén nước đến thế nào nhưng tất cả đã quá muộn Lão hòa thượng vừa dứt lời kể, chàng trai đã ôm mặt khóc hu hu. Lão hòa thượng khẽ vỗ vào vai chàng, chiều mến nói, tình là thứ ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng con trai của ta. Duyên phận không đủ, khó đi cùng nhau cả đời. Âu cũng là an bài vậy. Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn lão hòa thượng, khẽ gật đầu. Ngoài kia hoàng hôn đã xuống. Hai chữ ái tình thật cay đắng. Xưa này người khóc vì nó đã quá nhiều. Tìm kiếm một cảm giác ngọt ngào, dễ, nhưng tìm được người tri kỳ, một trái tim biết yêu thương, thực khó. người ta sở dĩ đau khổ vì tình chính là bởi quên không được, buông không được, truy cầu chẳng được. trong tình yêu, con người đôi khi thật ích kỷ, luôn muốn được đối phương đền đáp ân tình, luôn muốn những nỗ lực của mình phải thành tựu hạnh phúc. ấy thế mà cuộc đời này vẫn thật lắm nghịch cảnh, lắm sự chia lìa, lắm sinh ly tử biệt. phải chăng vì kiếp này kiếp trước có duyên chi, vui phen sum họp khổ biệt ly, trăm năm gối mộng say rồi tỉnh, chợt thấy trần ai chẳng vị gì. Câu chuyện thứ 14, hãy nhìn xuống để biết cảm ơn những gì đang có, để yêu thương hơn cuộc sống này. Đức Phật từng nói rằng, đời là bể khổ. Vì thế không chỉ những người đang chìm trong nghèo khó mà ngay cả những ai đang trên đỉnh cao danh vọng, giàu sang cũng sẽ có những phiền muộn riêng. Vậy điều gì có thể khiến cho tâm chúng ta bình lặng và yêu thương nhiều hơn? Tỉnh dậy sau một đêm dài trăng trọc mất ngủ với con thơ, phương uể oải rời khỏi giường và chuẩn bị đi làm đang trên đường đi đến sở làm thì xe máy của phương bỗng nhiên bị xỉ lốp sau đôi giày cao gót đứt quai khi cô vừa dắt xe tới chỗ sửa biết sẽ đi trễ nên phương rút điện thoại ra định gọi báo cho sếp thì điện thoại hết pin khi vừa kịp lái xe đến cơ quan thì than ôi cô đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng và bị sếp mắng té tát bất chấp lời thanh minh tuy rất đói nhưng phương không thể nào ra ngoài ăn sáng vì chót đi làm trễ công việc lại quá nhiều cô phải dáng đợi tới trưa. Vậy mà buổi trưa người ta cũng rất lâu mới đem đồ ăn tới cho cô. Hơn nữa trong canh còn sót một con sâu khiến cô phát hoảng bỏ dở bữa ăn. Sau một ngày làm việc không thuận lợi, Phương lái xe lững thững đi về nhà. Trong tâm cô thầm than vãn trách móc sao mà cuộc sống quá nhiều việc không hay đến với mình như thế. Chồng thì không lo làm ăn như người ta nên mình Phương phải gánh vác kinh tế cho cả nhà. Đã vậy mà anh ta còn không hiểu, không chăm con giúp Phương, để tối qua mình cô phải dã rời với nó bị xếp la hoài vì tội đi làm trễ thì lương thường cũng trì trệ theo, biết đâu xui xẻo bị đuổi việc thì lấy tiền đâu nuôi con. Than ôi! Sao mà cuộc sống cô bế tắc như vậy, cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa thoát khỏi sự khó chịu này. Đang miên man với những dòng suy nghĩ bực dọc trong đầu, bất giác Phương giật mình vì tiếng giao của cậu bé ven đường, đời người sướng khổ mấy khi, mua ngay vé số biết đâu đổi đời, mua thì cảm tạ đôi lời, không mua cũng chúc một ngày an yên. Nhìn sang, Phương Như tan chảy hết phiền muộn bởi nụ cười hồn nhiên yêu đời của cậu bé. Nụ cười cuốn hút ấy đã khiến Phương phải ghé lại mua một tờ vé số. Cô mua không phải vì để trúng thưởng mà chỉ đơn giản vì sự hồn nhiên của cậu làm cô quên hết nỗi mệt nhọc. Nụ cười không rời khỏi miệng, cậu bé hỏi, "Cô mua vé số ạ?" Bất giác phía sau có người phụ nữ khắc khổ bồng đứa con tật nguyền thân hình co quắp đi ra, đặt cạnh ghế cậu bé. Người phụ nữ kia không quên quay lại nhắc nhở, "Con chăm sóc anh hai." Mẹ đi nhặt ve chai tí về. Phương hỏi han sự tỉnh thì cậu bé kể rằng Mấy hôm nhà cháu trọ chỗ kia nhưng bị bà chủ đuổi vì không đủ tiền nên đến đây. Ba cháu mất sớm rồi cô ạ. Vì thế nên mẹ con cháu phải lên thành phố sống được 5 năm rồi. Cháu nhiêu tuổi rồi? Không đi học sao ngồi đây bán vé số? Ngày cháu bán được nhiều không? Làm gì có tiền mà đi học cô? Cháu nghỉ học lâu rồi. Ngày nào tốt cháu bán được 50 tờ đủ bữa ăn thôi vì mẹ phải làm đủ thứ. Cháu phải ở nhà trông anh chứ đủ thứ tiền cô ơi. Nào tiền tá này, tiền ăn này, tiền nhà này. Sao mà đi học được hả cô? Cháu 12 tuổi rồi, còn anh cháu 13 tuổi rồi đấy. Phương chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Lâu nay cô luôn nghĩ mình sao khổ thế này thế kia. Tâm trạng lúc nào cũng không vui sinh ra cáu gắt với mọi thứ xung quanh. Gương mặt cô lúc nào cũng u uất buồn bực khiến cho ai nấy không muốn tiếp xúc nhiều. So với cậu bé kia, cô thật cảm thấy xấu hổ quá giữa bao nhiêu nhọc nhằn của cuộc sống mà cậu bé vẫn yêu đời như thế tuy đã hiểu chuyện và không còn là trẻ thơ nữa nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh ấy phương chỉ thấy một tình yêu thương vô bờ với gia đình cậu và sự lạc quan vốn có không một chút buồn phiền cô ơi lấy giúp cháu ly nước đằng kia với thêm một sự thật khiến phương ngỡ ngàng hai bàn chân cậu bé bị úp vào nhau nên cử động bất tiện cậu phải dùng ghế tập đi hỗ trợ đưa cốc nước cho cậu bé phương hỏi cháu bị thế này lâu chưa Lúc mới sinh cô à, nên cháu chỉ ước có thể đi lại bình thường như bao người để giúp mẹ được nhiều hơn. Mẹ cháu vất vả lắm, chưa bao giờ mẹ sắm một cái gì cho mình cả, làm được bao nhiêu đều để dành hết cho hai anh em cháu. Có nhà giàu kia nhận nuôi cháu, nhưng cháu không chịu, cháu chỉ muốn ở với mẹ thôi, ăn mắm ăn muối cũng được. Cháu hy vọng có thể đi học để giúp mẹ được nhiều hơn chứ bán vẽ số ít tiền lắm. Ôi, một đóa sen tinh khiết, cô thầm nhủ với lòng mình như thế bất hạnh chồng lấy bất hạnh nhưng gương mặt ấy vẫn tỏa sáng như ánh bình minh buổi sớm xua tan bóng đêm u ám. Phương xoa đầu cậu bé mỉm cười, bán cô một tờ vé số còn cho lại cháu 50 ngàn nhé. Không cô ạ, à, mẹ dặn rồi nghèo cho sạch, rách cho thơm, cô cũng đi làm vất vả nên mua giúp là cháu vui rồi, cháu không nên nhận tiền của ai. Dù nói thế nào cậu bé cũng không lấy tiền nên Phương đành giúp mua cậu bé luôn năm tờ vé số rồi về nhà bao nhiêu mệt nhọc buồn bực từ trước đến nay bỗng nhiên tan biến mà thay vào đó là một cảm giác biết ơn phương thầm biết ơn thượng đế đã cho mình một thân thể lành lặn khỏe mạnh để có thể được sống được làm việc phương thầm cảm ơn nụ cười thiên thần ấy đã làm cô thức tỉnh giữa muôn vàn bất hạnh và nỗi đau nhưng cậu bé vẫn giữ được nụ cười bình yên lạc quan khiến mọi người xung quanh ai cũng muốn đến gần và nếu không có người anh trai tật nguyền ngồi bên hay không tinh ý nhìn đôi chân của cậu bé mà chỉ nhìn gương mặt cậu có lẽ ai cũng cho rằng cậu bé có cuộc sống rất yên ấm no đủ hạnh phúc nụ cười ấy luôn hiện hữu sự ấm áp yêu thương ngay trong nghịch cảnh khiến ai nấy cũng phải cảm phục phương trợt nhận ra vẻ đẹp nội tâm hay khí chất bên trong của một người thật có sức mạnh to lớn nó không phụ thuộc vào vật chất hay địa vị có thể vượt lên tất cả phù phiếm xa hoa bên ngoài và khiến người khác kính trọng sau lần gặp đó khi gặp chuyện không vừa ý phương đều nhớ đến nụ cười thiên thần của cậu bé bán vé số và tập mỉm cười nhiều hơn với nghịch cảnh, thay cho sự cầu có, oán trách số phận. Cô cũng thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng bình yên theo như chính tâm cô vậy. Trong cuộc sống, có lẽ ai ai trong chúng ta cũng không ít lần gặp những chuyện không vừa ý như phương, hoặc thậm chí mệt mỏi hơn, nhưng khi biết nhìn xuống, bạn sẽ biết cảm ơn những gì đang có và sẽ biết yêu thương nhiều hơn. Câu chuyện thứ 15 học cách tự chữa lành vết thương là một khóa học bắt buộc đối với người trưởng thành. Cuộc đời thật khó lường, không có nỗi đau vĩnh viễn, không có hạnh phúc vĩnh cửu. Cuộc đời như dòng nước chảy, có lúc phẳng lặng, cũng có lúc quanh co. Trong dòng đời xô bổ, có sóng yên biển lặng, có lúc sóng gió lại mãnh liệt, khó khăn trùng trùng. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở thành một bác sĩ giỏi và tự chữa bệnh cho chính mình. Cũng giống như sự tái sinh của một con tắc kè từ một chiếc đuôi sự tự phục hồi của thực vật là một loại tự phục hồi tự nhiên. Con người cũng vậy, phải tự chữa lành, tự sửa mình, sống như mặt trời của chính mình giữa rông bão. Không có ai trên thế giới này không bị tổn thương. Nhà văn Tất Thục Mẫn đã viết trong cuốn sách, chúng ta phải chiến đấu với số phận, làm sao để không bị tổn thương. Sống chính là một trường tu hành, vận mệnh đối với bất kỳ ai mà không võng khai nhất diện. Chúng ta phải vượt qua mọi chướng ngại, giống như qua năm quan tràm sáu tướng, mang trên thân đầy vết thương ví dụ mỗi người rất khó tránh khỏi có những thời khắc như thế này trong công việc chịu ủy khuất nhìn có vẻ không đau đớn hay ngứa ngáy nhưng sự tích tụ ngày này qua ngày khác cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi khi gặp những chuyện rắc rối trong cuộc sống thì không có gì đáng nói nhưng lại hay vướng vào những chuyện vụn vặt cũng sẽ khiến bạn kiệt sức những mâu thuẫn trong mối quan hệ nghe có vẻ vô thường vô phạt nhưng sự thất vọng khó chịu tích tụ cũng sẽ khiến bạn bầm dập thâm tím luôn bất giác nghi ngờ bản thân chuyện gì đang xảy ra vậy khi trưởng thành chúng ta phải gánh quá nhiều trách nhiệm và áp lực và chúng ta có quá nhiều nghi ngờ và hoang mang trong lòng nhưng nếu chịu đựng lâu thì khổ suy sụp thì mệt chịu đựng quá thì than thở bất bình uất ức đến một lúc nào đó sẽ bộc phát nếu bạn gục ngã và bỏ cuộc và bạn không bao giờ hồi phục được thì đó là khởi đầu cho sự bất hạnh của bạn chỉ có không ngừng tự chữa trị vết thương của mình cắn răng mà vượt qua mới là quà tặng của định mệnh hãy dừng lại và nghỉ ngơi khi bạn mệt mỏi nhưng đừng gục ngã dù con đường dưới chân bạn có lầy lội đến đâu bạn cũng phải tiến lên từng bước và tìm kiếm sự chữa lành từ nội tâm học cách tự chữa lành vết thương là một khóa học bắt buộc đối với người trưởng thành dương giang nói dù ở thời điểm nào bạn phải tin rằng người duy nhất có thể thực sự chữa lành cho bản thân là chính bạn hãy luôn tin rằng trên đời luôn có lòng tốt và sẽ luôn có người giúp đỡ bạn và giúp bạn một tay khi bạn cần nhưng không có nơi trú ẩn an toàn vĩnh viễn không có người lái đò và không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm kiếm sự an ủi từ người khác bạn là người duy nhất có thể thực sự tự chữa lành vết thương cho mình trong cơn bão số phận mạnh hạo nhiên sinh ra trong một gia đình khoa bảng có tài năng hơn người bài thơ xuân hiểu của ông đã nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng sau quãng thời gian tuổi trẻ đầy hứa hẹn tình hình của ông dần rơi xuống đáy vực, thời niên thiếu phản nghịch, không chịu thi cử, bỏ nhà suốt nửa đời người, cha mất vì bệnh, không được gặp lần cuối mà ân hận suốt đời, lúc trung niên mới khởi lên được 10 năm nổi danh nhưng đến cuối đời lại cực khổ. Cuộc đời của Mạnh Hạo Nhiên đầy thăng trầm, cũng có lúc thất vọng, chán nản nhưng không vì thế mà ông suy sụp và tuyệt vọng. Ngay sau khi quay lại, ông đi về phía nam đến Ngô Việt để ngao du sơn thủy, bao nhiêu tác phẩm xuất sắc tươi mắt tự nhiên ra đời. Vào thời nhà Đường thịnh vượng, không thiếu những nhân vật phong lưu, Lý Bạch rất hâm mộ tài năng, nhân cách của ông, coi ông như thần tượng, ngô ái mạnh phu tử, phong lưu thiên hạ văn. Có nhiều người cuộc đời cũng thăng trầm như Mạnh Hạo Nhiên, nhưng ít người biết cách tự chữa lành vết thương như ông. Một người chỉ bằng cách học chữa lành vết thương của bản thân anh ta mới có thể nhìn thấy thế giới mới và một cảnh giới mới trong thế giới của người trưởng thành, hai điều xảy ra mỗi ngày sự đổ vỡ và sự tự chữa lành cuộc sống tuy không hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tệ sự dễ bị tổn thương và sức mạnh tự chữa lành của bạn ngoài sức tưởng tượng trên đường đời mỗi người đều có một nỗi đau riêng muôn hình vạn trạng đều thế mới là cuộc đời nhưng không có ngọn núi nào không thể vượt qua không có chướng ngại vật nào không thể vượt qua và không có nút thắt nào không thể tháo gỡ học cách tự chữa lành vết thương là một khóa học bắt buộc đối với người trưởng thành và là quá trình thực hành suốt đời Cuộc sống có thể chữa lành những người sẵn sàng chữa lành cho chính mình. Trong tác phẩm The Go Ghi của có đoạn, mỗi người đều là thượng đế của chính mình. Nếu bạn từ bỏ chính mình, ai sẽ cứu bạn? Không có khó khăn nào có thể hạ gục bạn, trừ khi bạn tự bỏ vũ khí trước. Chỉ cần bạn không thừa nhận thất bại và không nản chí, số phận sẽ không bao giờ có thể đánh gục bạn. Bởi vì những gì cuộc sống có thể chữa lành cũng là những người sẵn sàng chủ động để chữa lành cho mình cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của chúng tôi kính chúc quý vị và các bạn ngủ ngon còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo